rửa xe ra sạch. Mượn nhà ấy. Rồi. Hôm trước là cái oi ở trên cái chậu sứ này, sứ to này. Này trồng hết xuống đất cho nó tốt. Đây này, các cái cây hồng dập cảnh. Đây hồng đào dập cảnh. Thằng Dung nó đeo cái vali cho mình thôi, còn đâu mình ngồi xe ô tô rồi tối lên nhà nó lấy. Ờ. Đây là cái hồng trứng trồng đất. Bảo nó đi xe về nhà nó đi rồi tối rồi hai vợ chồng đi xe vàng rồi lên lấy hai xe gần đi mà. Đây. Ờ, không được. Trồng ở chậu thì nhà có rộng, đất rộng, trồng vào xuống đất cho lên nó mạnh, sau đó là sẽ chiết nhân ca giống, chiết cảnh hoặc là dâm cảnh. Đã oi này, hoa hồng nhật rất sai hoa. Đi vào tầm 11 giờ, hơn 11 giờ thì nó cũng tắt. Còn chưa đéo đi.